quay trở lại với kênh Tito Cây Cảnh. Mày mười mấy ngày nay cũng chưa quay được clip nào thêm à, quay lại kia. Hôm nay quay clip mới về chỉnh cái thằng ba của cây mai chiếu thủy mười. Quay lại mọi người xem cái clip cách đây 2 tuần em quay mọi người xem đây đó. Hôm nay cành nó đã bung lên rồi mọi người, nó bung lên mà đời không như là mơ, nó bung không ngay ý mình, nó bung cái cành chỗ này với cành chỗ này. Hổm em định ra cành chỗ này với ra cành tư thì thôi, cái này đợi mùa mưa nó sung mãn xuống nó to hơn lúc mình sẽ khất cái này, nó sẽ ra mọi người, khất này sẽ ra. Hôm nay thì sẽ quay tới cây đó làm cành 3, chỉnh sửa cành 1, cành 3 cây đó là mọi người, cành 2 có rồi. Đó, cái này thì cũng sắp làm tới đây, đợi mấy cái tượng này sung mãn lên. Mùa này nắng mà cũng sung mọi người. Rồi cái này sung làm tiếp, giờ làm tới cái đó mọi người. Mời mọi người cùng xem video mới của em. Nhân vật chính đây mọi người, nhân vật chính là qua nay bỏ nước khô 3 ngày là dễ làm mọi người. Bỏ khô 3 ngày dễ làm. Đó. Cái này là cây dáng siêu lắc mà có cành coi như cành phóng ở phía trước mọi người. Đó. Cốt con to rồi. Đó, giờ dọn dẹp bớt để bắt đầu làm rồi. Nói chung là làm cành 3 tại vì cành 3 nó chỉ định nó bị hư rồi bỏ. Nói chung chưa. Đúng rồi, cành 3 bị hư rồi bỏ chứ trước nó cũng khá to này mà bị gãy bỏ, giờ làm lại. Đó. Cây này cũng nuôi cho anh bạn luôn nha. Giờ em sẽ cắt bớt cho nó gọn ghẻ rồi em quay trở lại mọi người. Cắt bớt gọn ghẻ những cái phần như này quay trở lại. Đó. Cắt bớt gọn ghẻ quay trở lại sao? Khỏi tốn thời gian của mọi người. Rồi cắt nhìn rõ ràng hơn mọi người. Đây cành thứ nhất nó đã to hơn tất cả, cành nhất nó cũng khoảng mười mấy hoành, 17-18 hoành mọi người. Nó cần cái thân là bây giờ mình sẽ chi ra đây. Sẵn có hai chi này mọi người xem đây. Hai chi đó mình xé ra được đây. Đỉnh co nó đã to rồi, nó có cái chi luôn. Đó, chi này mình xé qua đây. Rồi đây cái đỉnh co cái dòng cùng còn lại nó của cái có cái cây này luôn đó. Cái cành này mình bẻ sơ thôi để nó bị liệt mà nó dài còn nhỏ. Nó bẻ sơ vậy thôi rồi cho nó nuôi nó lớn rồi thì nó sẽ cân bằng cây này. Đó rồi cành hai có rồi. Cành đối trọng cành một có rồi đây. Đó, cành một đây đang thả nuôi cho lớn này, nhưng mà mấy cái này thì những cái coi em chưa có làm ra được những cái mùa này nó hơi khô là chưa có ra được mấy cái chi. Nó cành ba này có rồi, cành ba ra là cây dài sung mãn đây, cắn chiếc đũa rồi bây giờ vô kẽm sơ để mình nè mấy con nó về đây thôi cho nó lớn này, mốt mình cắt tiếp. Đó, bây giờ nhiệm vụ của cái clip hôm nay là sẽ bẻ hai cành này cho nó vô cái khuôn rồi bẻ cành ba và bắt đầu chờ đấy mọi người. Em đã trước em nuôi em đã cái người chủ đã nuôi đã oa sẵn này, mua về thì có cái này cũng ok mọi người, theo nó theo hình như gần liền hết luôn rồi, theo cái này muốn liền hết đây. Nó mua người chủ thì làm được hai cành đó, cho nó mua cho anh bạn nuôi cho anh bạn này. Cái cây này người ta cũng tạo sẵn cho mình, nhưng hồi đó cái cây này đơ hơi lên em cắt cục nên nó búng cái này ra, búng cành ra. Giờ em sẽ co qua đây, em cứ co về đây để làm cành ba cho cây này. Rồi cành tư thì người chủ người ta cũng làm sẵn này, cái ngọn eo như thế này thì mà cái mấy cái chọt này chưa ra thì mốt mình sẽ xử lý coi vị trí nào thích hợp sẽ cho ra cành tư chỗ này mọi người. Nó cành tư chỗ này nữa ok. Rồi em vô kẽm xem trở lại muốn mọi người xem muốn cành này với cành này. Đó. Mình cũng đã dọn dẹp quấn kẽm xong mọi người, nhưng mà em cũng trình bày mọi người lúc trước là sau này em sẽ uống cái cách là dùng tre nhiều hơn là dùng kẽm. Nói chung cũng có kẽm nhưng mà mọi người thấy đây quấn nó không có sát, lúc trước nó quấn nó lơi ra đó, lơi ra nó không có siết vô cành, mọi người thấy nó siết vô cành đây có cái tác dụng là mình chỉ cố định cái cành thôi chứ mình không có làm nó siết như lúc trước nữa đó. Mọi người thấy đây em làm lơi đây, chỉ là bẻ cho nó có cái đường rồi mình cặm tre mình cố định đó để mà cái cành nó mau lớn hơn, nó không bị siết bởi những con kẽm của mình. Đó, như cành bên đây là cũng không có siết dữ, mình thấy nó lơi đây đó, quấn không có sát cũng như lúc trước. Còn như mình bẻ theo cái chiều nó nằm đó, nó lớn theo cái ý tưởng của mình rồi mình cắt từ từ đó thì nó sẽ làm cho cành của mình nó không bị chai. À, bây giờ em sẽ quay mọi người cận cảnh người xem cái bé như thế nào. Rồi bé lơi xuống rồi, nó làm lơi xuống rồi. Cũng mát xa chút đỉnh mà làm lơi nó qua cũng sợ nó nồng nước nó chưa có rõ lắm, nó hư mất công. Đó. Lơi qua này rồi dựng lên, co dựng lên chút, đóng cái cây đằng nó kìm gió không có giật nó gãy mình đó. Hơi nhỏ hay là mình làm một coi hai coi thì cũng hai coi đó, nhưng mà mình cho nó lơ nhẹ đó. Cái này cũng vậy, lơ qua xíu thôi. Rồi dựng ngọn lên đó, vẽ nó quanh quanh này nó có một mình cắt mình giật nữa, mình giật nó bung lẹ hơn.
cái cành em bẻ lẻ hơn mọi người, mình để nó khỏi bị gió rồi mình lấy cây mình găm nha mọi người. Đó, cái này mình găm, mình cố định cọp gì thì nó không có, nó cho nó theo cái tre vậy luôn này, nó không có bị là bị giật, bị lung lay mà trong những cơn gió lớn nó sẽ bị gãy mọi người. Đó, cầm vậy, lấy tre sẵn cầm. Đất mình cố định vô nó vậy thôi, cơ bản nha, mình cho nó cao lên vậy. Cái máy cành này nó lớn, nó lớn mau hơn là khi mà mình vô kẽm nhặt quá đó, mình sẽ lấy dây gần cố định thôi. Không có gì gần, lấy kẽm này đã cố định vậy nè, từ thay mà đó là gì nãy giờ làm không có chuẩn bị gì ra nhỏ coi, nhưng mà lấy kẽm này cố định đó. Qua này cảm mọi người quế quải không muốn làm, nhưng hôm nay chiều nay bớt nắng là ráng ra quay đây, quay gì thì tương tác cho kênh. Nói chung mà nói tới kênh lúc này cũng hơi buồn, tại vì lâu quá không có trao chuốt cái kênh mình, cho nên ít có khán giả xem mọi người, đang trăm trăm mấy người xem, có khi không có cái bình luận nào cũng buồn thôi. Giờ tại mình không có chăm chút, nó công việc nhiều quá này, mấy nay dịch bệnh xong rồi đó, công chuyện này đủ thứ chuyện đó, thành ra cũng không có chăm chút cái kênh cho lắm. Mình từ rảnh làm lại mọi người. Cố định gì thôi cho nó giữ, nó không bị đảo trước gió, thì thành ra nó sẽ giữ cho cái cây mình nó dướng hướng dương, là sẽ bắt hướng dương là mọi người thấy cái ngọn theo cái tre lên, nó ngọn cao lên hướng dương nó sẽ phát triển mau hơn người đó. Rồi còn bây giờ để quay mọi người xem cái cành ba đây, cành ba phải gần chút xíu nữa đó, cành ba thuốc lá nó bỏ nó cành ba bên đó không người đó, cành ba chỗ đó đó. Đó, bây giờ cành ba thì cũng sẽ đảo qua lấy cái tre cẩm cũng xa chút đỉnh mà đảo xuống đây. Cái cây này thì không đảo liền được, chưa đảo liền được, lý do là nó hơi to. Mình đảo ngày dần ngày rồi mình tính tiếp. Này đảo như vậy thôi, đảo như vậy thì cái cây mình cầm mình cố định nó để nó bung ra mình nó hư mọi người. Định ra cái thân cây cố định mình kẹp chặt như vậy thì nó sẽ nó giữ cây này nó không có bị ló lung lay đó. Cái này phải hạ xuống nữa, này vài bữa nó khô em sẽ hạ xuống nữa, chứ giờ rút xuống là nó bị gãy liền mọi người. Lý do là tại vì bây giờ này mà siết vô là bị gãy liền, tại vì cây nó còn non, mọi người thấy cái màu nó quá non này đó, cho nên em dài quá em phải làm tiếp. Nói chung là dục bất đạt đó. Yeah. Chỉ có những hướng vậy là cành ba thôi đó. Cơ bản chia sẻ mọi người thấy hướng cành ba nó đi vậy thôi. Bây giờ cành một là hai cành này đó, mọi người thấy cành một nó to cái này rồi đó, mình làm những cái chiên vậy đó, những cái chiên vậy. À, cành hai là cành đối trọng này, cành hai thì nó chưa ra những cái chi để mùa mưa xuống kích thích nó, chứ mua lúc này nguồn nước không tốt, mình tưới phân là cũng hơi sợ bị hư cây, thành ra chắc phải chờ tháng mấy năm mưa mới làm cho ngon lành. Mà tại vì năm nay dưới em đang bị nhiễm mặn, mà giờ tưới phân cái thời tiết này mà nhiễm mặn mà tưới nấu nước không tốt mà tưới phân cây dễ đi, thành ra thôi không dám tưới mà. Đó, cái này để qua có mưa tính. Đó, nhà cành hai đây, nó cành ba đối trọng này mà, cành ba bên hông cái cành phong đúng không, cành phong nói trọng đó. Ở đây dùng tre cố định, nếu em sẽ dùng tre hết. Là cành tư thì chắc phải chỗ này hoặc chỗ này thôi, muốn nó ra tính tới mùa mưa xuống nó sung tính, coi như cho nó dưỡng đi, coi như cái cành này nó đã cũng đã tương ứng với cái cây rồi mọi người, nó tương ứng với cây rồi. Cái này thì nó cũng giống như muối xế này, cũng muốn chu hoạch hơn rồi. Rồi video hôm nay cũng ngắn gọn rồi mọi người, ngắn gọn rồi. Vậy bữa làm tiếp cái cụm rừng này, hai cụm rừng này, cụm rừng bên kia quay mọi người xem. Rồi, tạm thời video em nay cũng kết thúc mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh đi tôi kèm thức giờ, mong mọi người ủng hộ. Như ngày xưa, có đăng ký kênh thì nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều. Đơn giản là những cái cách đơn giản để tạo những cái cành đơn giản thôi mọi người. Rồi, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại video sau.